Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Duyên âm có phải nguyên nhân chính gây ra việc trắc trở lận đận đường hôn nhân? Trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc chúng ta vẫn thấy có những người mặc dù đã lớn tuổi nhưng đường tình duyên hôn nhân của họ luôn gặp phải những sự trục trặc bất ổn nào đó, khiến cho họ luôn ở trong trạng thái cô đơn và hiu quạnh. Họ không phải là những người thua kém về mặt nhan sắc, kém đi sự hiểu biết, không biết cách cư xử. Thậm chí họ còn là những người rất ưa nhìn, hiền lành, chịu thương, chịu khó, nhẹ nhàng. Nhưng không ai có thể lý giải nổi tại sao đường tình duyên của họ lại luôn gặp phải những chông gai lận đận đến như vậy. Người ta ai cũng thường nói, duyên là do trời định, nhưng phận là do nhân định. Quả đúng như vậy, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tường phùng. Cho nên gặp nhau dẫu là do ý trời, nhưng muốn bên nhau thì phải là do ý người. Trong cuộc sống, không hề thiếu những cuộc tình lỡ làng, giang dở, nhưng cũng có những mối tình tưởng chừng như sâu đậm, già diết, rồi cuối cùng lại có một cái kết bẽ bàng. Và cũng chẳng thiếu những người lỡ dở đường tình duyên, tưởng sắp được lên xe hoa rồi lại đứt gánh giữa đường. Vậy thì tại sao lại có trường hợp như vậy? Người ta thường hay đổ lỗi cho đó chính là duyên âm. Duyên âm khiến cho đường tình duyên của một người gặp phải trắc trở lận đận. Ngày hôm nay các bạn hãy cùng kênh Tử Vi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thế nào là duyên âm. Liệu rằng duyên âm có phải nguyên nhân chính gây ra việc lận đận, trắc trở trong đường hôn nhân của một người hay không? Xin mời các bạn cùng nhỏ lắng nghe nhé! Trong thế giới tâm linh, có hai khái niệm mà người ta vẫn hay thường nhầm lẫn với nhau, đó chính là khái niệm về tiền duyên và khái niệm về duyên âm. Chúng ta cần phải hiểu, phân biệt được hai khái niệm này chính xác thì mới biết được nguyên nhân gây nên việc trắc trở trong đường tình duyên và hôn nhân. Thứ nhất, tiền duyên là gì? Trong một kiếp sống, hai người hay có vài người có những sự tình cảm sâu đậm, có thể là sự quyến luyến hoặc là sự thù hận. Mối quan hệ này thường là tình cảm nam nữ, vợ chồng, cha con, anh em, bạn bè, thậm chí là kẻ thù. Tình cảm tương hỗ của hai người này chính là một sợi dây tinh thần kết nối vô hình với nhau. Khi tình cảm, cảm xúc của họ đạt tới mức độ nhất định thì sợi dây vô hình này sẽ vượt qua ngưỡng giới hạn biến mất, và khi họ chết đi thì sợi dây đó vẫn mơ hồ, vô hình níu kéo họ với nhau ở những kiếp sau. Điều này chính là tiền duyên. Tiền duyên thì hầu hết ai cũng có, chỉ là khác nhau ở mức độ sâu nhẹ và tầm ảnh hưởng của nó. Ngoại trừ những vị tu hành đã cắt bỏ duyên nợ trần gian thì không có sợi dây vô hình, hoặc là yếu tới mức có thì cũng như không. Có mấy loại tiền duyên? Nếu chúng ta phân loại theo luân hồi thì sẽ có 3 trường hợp tiền duyên. Thứ nhất, cả hai người cùng đầu thai vào một thời đại. Một người đầu thai, một người còn lại là linh hồn vất vưởng hoặc là ở thế giới linh hồn. Có thể linh hồn còn vất vưởng nhân gian sẽ đi theo làm vong, giúp đỡ hoặc là phá hoại. Còn nếu ở thế giới linh hồn thông thường thì sẽ mất đi sự liên hệ của sợi dây nhân duyên. Nhưng đôi khi ở một số linh hồn vẫn còn tồn tại nhờ sự liên lạc mơ hồ nhất định nào đó. Điều này còn tùy thuộc vào sợi dây liên kết vô hình này và nguồn năng lượng của linh hồn người đã mất. Trường hợp thứ hai, một người đầu thai, người còn lại linh hồn biến mất hoàn toàn. Thì trong trường hợp này tiền duyên sẽ biến mất không còn nữa. Sự phân chia này chỉ nói chung trong trường hợp tiền duyên tương quan của hai người, còn rất nhiều trường hợp khác chúng ta có thể tự suy luận ra. Còn nếu phân loại theo nguồn gốc, chúng ta sẽ có 2 trường hợp. Thứ nhất, tiền duyên do chính tình cảm, cảm xúc ân oán của hai người tạo thành sự gắn kết vượt qua ngưỡng biến mất hoặc là chết đi. Thứ hai là tiền duyên xuất hiện do tác động của thế lực bên ngoài như các lực của thầy tâm linh. Lực này thầy tâm linh tác động khiến cho sợi dây vô hình được sâu đậm vượt qua ngưỡng biến mất. Còn nếu chúng ta chia theo chiều hướng của nhân duyên, và nó chỉ áp dụng khi hai người cùng đầu thai tại một thời đại, ta sẽ có. Thứ nhất, tiền duyên một hướng. Sau khi đầu thai sang kiếp mới thì chỉ có một người mơ hồ cảm nhận được nhân duyên tiền kiếp với người còn lại. Trường hợp này do kiếp trước tình cảm xuất phát mạnh mẽ chủ động từ người này, còn người kia chỉ là người thụ động nhận, hoặc do trong quá trình luân hồi người kia đã bị ảnh hưởng nhất định nào đó nên mới khó cảm nhận được sợi dây nhân duyên.
Ở trường hợp này, thường xuất hiện ở các cặp đôi tình cảm sét đánh một chiều. Thứ hai là tiền duyên hai hướng. Khi bước sang kiếp khác thì cả hai người đều cảm nhận được nhân duyên tiền kiếp, cảm thấy sự gần gũi, thương yêu mơ hồ hoặc là sự thù hận mơ hồ trong tiền kiếp. Vậy thì khái niệm duyên âm là gì? Có những người đột ngột qua đời trong khi họ còn lưu luyến chuyện nhân thế. Họ không chịu chấp nhận thực tế rằng mình đã chết trong khi còn quá nhiều nguyện vọng chưa được thực hiện. Những vong ma này có sự quyến luyến tình cảm với người trần rất tình cờ và ngẫu nhiên, cũng giống như trong chuyện người trên cõi trần bị tiếng sét ái tình. Do vong ma đó có tình cảm riêng tư mà ngăn cản người trần gian đi đến hôn nhân, khiến cho việc tình cảm của người trần đó bị trục trặc, bị gián đoạn, đổ vỡ. Khi đó, duyên âm là tình duyên hiện tại giữa người trần và người ở thế giới bên kia. Thông thường, duyên âm chỉ xảy ra với một số trường hợp như chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, tự tử hay là chết oan mà vong linh không chấp nhận rằng mình đã chết, vẫn cố bám lấy những ký ức trên cõi đời. Như vậy, chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau. Tiền duyên là một người từng quen bạn từ trong kiếp trước, sau đó họ mất đi, họ vẫn quyến luyến bạn. Còn duyên âm là một vong xa lạ vất vưởng khi gặp bạn trên đường cùng sóng cùng tần số và cứ thế họ đi theo bám giết lấy bạn. Theo một vài nghiên cứu thì hầu như ai cũng có tiền duyên, chỉ có điều tiền duyên đó ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm vợ chồng hiện tại ở mức nào mà thôi. Một số trường hợp khác của duyên âm theo nghĩa tốt là những mối tương quan trong họ tộc hay còn gọi là cửu huyền thất tổ, những người thân đã mất trong vòng 9 đời. Thông thường đó là anh chị em, cô chú hoặc ông bà đã khuất theo bạn để gia hộ, bảo vệ bạn. Và trong quá trình ấy, người ta đã vô tình chia cắt những người yêu thương bạn, làm bạn lầm tưởng là mình có duyên âm xấu. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bị ép buộc về cõi vong, chết bất đắc kỳ tử, còn nhiều ký ức về cõi trần, luyến tiếc ái tình, của cải hay công danh, hoặc là các vong hồn vẫn còn muốn ở lại cõi trần, nơi các vong vẫn còn nhiều duyên nợ, cho nên họ lang thang trở lại cõi trần, tìm mọi cơ hội để thực hiện ký ức hoặc duyên nợ đó. Những vong này chưa siêu thoát hoặc lâu năm trở thành ma quỷ không có bất kỳ mối tương quan nào trước kia đối với bạn, nhưng bạn lại vô tình lọt vào mắt xanh của họ. Nhận biết những người có duyên âm. Thứ nhất, dấu hiệu chung. Dấu hiệu chung của những người bị duyên âm thông thường thường thấy là tính cách hay thay đổi, rối loạn cảm xúc, thấy người mệt mỏi, mỏi vai, mỏi cổ, đau đầu. Khi ngủ, thường hay khó thở hoặc là có hiện tượng bóng đè, cảm giác như có người nằm cạnh, có những giấc mơ rất thật về sự gần gũi xác thịt với người âm. Số 2, dấu hiệu duyên âm ở nữ giới. Khi nữ giới thường xuyên gần gũi tiếp xúc với duyên âm trong thời gian dài, dương thọ của họ dần dần cạn kiệt, sắc mặt của họ sẽ tái nhợt, xung quanh vầng mắt có một quầng thâm đen, xuất hiện hiện tượng chửa âm. Hiện tượng chửa âm xuất hiện khi mà tinh khí của người âm nam vào cơ thể của người phụ nữ, cũng có biểu hiện giống hệt với chửa thật. Cảm giác của họ sẽ nghén, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, bụng to ra, chậm kinh. Ai nhìn qua cũng tưởng thấy đang có bầu, nhưng dư âm thì không phát hiện ra thai nhi. Nếu như trường hợp chửa âm đủ 9 tháng 10 ngày thì dương thọ linh khí của người mẹ cạn kiệt và sẽ chết xuống âm, trở thành vợ của người duyên âm kia. Dấu hiệu duyên âm của nam giới. Dương khí sẽ bị hao tổn, sắc mặt tái nhợt, thiếu sinh khí. Và cũng giống như ở nữ giới, khi âm hồn rút kiệt dương khí của người nam thì họ cũng chết để trở thành chồng của duyên âm. Chúng ta có dễ bị mắc duyên âm hay không? Để bị duyên âm theo thì không hề đơn giản giống như các thầy bà đang nói ngoài kia. Xác suất bị mắc duyên âm thường là rất khó, phải có điều kiện cần và điều kiện đủ. Thứ nhất, điều kiện cần. Đầu tiên, để được vướng duyên âm, chúng ta cần phải tạo các điều kiện như sau. Thứ nhất, người này phải nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài, tạo nên năng lượng thấp, tự hạ rung động tần số của chính mình. Thứ hai, phát ra rung động mong muốn có được ai đó bên cạnh mình, cô đơn nhưng vì năng lượng thấp nên sẽ thu hút người âm. Và khi đủ hai điều kiện này, bạn sẽ tạo nên sự chiêu cảm người âm đến với bạn, nhưng chưa quyết định đó sẽ là ai và khi nào. Thứ hai, điều kiện đủ. Điều kiện đủ có thể là lời hứa sẽ quay trở lại yêu nhau. Ví dụ như kiếp trước bạn và linh hồn đó yêu nhau, nên trước khi chết có lời hứa quay trở lại yêu nhau, nhưng bạn lại đi đầu thai trước, còn người kia vì một lý do nào đó nên chưa thể đầu thai. Và giờ đây khi gặp lại,
Người kia muốn đi theo bạn, bảo vệ, chăm sóc, xua đuổi những người khác đến với bạn. Tùy vào sự sâu rộng của duyên tiền kiếp, nhân quả của chính bạn trong đời này và nhiều đời trước sẽ tạo ra nhiều kiểu gặp nhau theo những cách khác nhau, ảnh hưởng khác nhau trong cuộc sống của bạn. Ví dụ như bạn thuê nhà hay mua nhà lại đúng ngôi nhà mà linh hồn đấy đang cư ngụ. Bạn đang có người yêu hay đang có vợ chồng nhưng đột ngột người đó mất đi nên chính bản thân bạn không buông bỏ người đó xuống được, không chấp nhận rằng người đó ra đi, hay là do chính người ấm đó vẫn còn lo lắng không yên tâm nên muốn ở lại chăm sóc cho bạn. Hoặc cũng có thể đang đi đường chúng ta gặp người tai nạn mất, chúng ta lại khen người đó đẹp vậy sao lại mất, tội ghê, cũng đủ để người ta theo bạn về nhà. Cho nên chúng ta đừng ăn nói lung tung mà hãy cúi đầu chúc cho người đó đi đường bình an, ra đi thanh thản, sớm được siêu thoát. Nguyên nhân nào khiến cho người bị duyên âm theo? Nguyên nhân bị duyên âm theo là do sự bám chấp si mê, tham đắm. Âm hồn duyên âm vì muốn thỏa mãn dục vọng luyến ái trong tâm. Âm hồn duyên âm sau khi mất đi trở nên quá luyến tiếc cuộc sống dương gian khi chưa được thỏa mãn yêu đương, nên họ vô cùng đau khổ, âm hồn không chấp nhận hoàn cảnh thực tại. Hoặc cũng có thể âm hồn bị mất khi mà còn quá trẻ, tham muốn còn quá nhiều, hoài bão cũng chưa được thực hiện nên sinh ra tâm tiếc nuối, dẫn đến cố bám víu, muốn được giải tỏa những tham muốn ở trong lòng. Nguyên nhân duyên âm tiếp theo cũng có thể là do bị kỷ vật trói buộc. Bởi vì âm hồn còn bám vào lời thề hẹn với người dương, bị kỷ vật hẹn ước trói buộc nên họ không thể siêu thoát, đành đeo bám luẩn quẩn bên người vợ, người chồng tiên kiếp của mình đòi sự giải thoát. Hoặc cũng có thể duyên âm do bị ân oán, nghiệp nợ từ kiếp trước. Do kiếp trước, người duyên âm kia là người bị hại, bị đánh đập dã man, bị đối xử tàn nhẫn. Hoặc cũng có thể bị phản bội, bị giết nên kiếp này cảm thấy mình phải đeo bám tình nhân, người vợ hay người chồng kia để trả thù, để đòi nợ. Đây người ta gọi là oán nghiệp tiền duyên. Một số phương pháp hóa giải duyên âm. Thứ nhất, lễ cắt duyên âm. Với lễ cắt này thì các thầy thường đốt hình nhân thế mạng, cho ít quần áo tiền vàng. Nếu tình duyên kiếp trước yêu nhau, thích nhau mà không lấy được nhau thì chỉ cần làm một lần mà thôi. Đại đa số các thầy đều biết và làm theo phương pháp này, nhưng tỷ lệ thành công thường rất thấp. Thứ hai, bắt nhốt và trừng phạt các vong. Có rất ít thầy có thể làm theo phương pháp này, nhưng một khi vong đã thoát ra ngoài được, chúng sẽ hành hạ cho người kia lên bờ xuống ruộng. Có nhiều trường hợp thầy nhốt vong này nhưng khi ra đường lại gặp vong khác hợp mình nên lại có vong theo. Có người thậm chí có 3-4 vong theo làm cho gia đình rối loạn. Giải pháp này đôi khi có lợi nhưng thường lợi bất cập hại. Số 3. Đưa vong vào chùa, làm lễ cầu siêu cho vong. Phương pháp này thì chúng ta cần phải tìm được thầy làm theo được phương pháp này, vì phương án 1, 2 thường thành công là rất thấp và các vong theo thường là vong chết đường chết chợ, lâu ngày đã thành tinh nên chúng rất khôn ngoan và mưu mẹo, tìm mọi cách để cản trở, không cho đến chùa hoặc là gặp được thầy làm lễ. Tuy nhiên đây lại là cách an toàn nhất để chúng ta có thể cắt duyên âm, đưa vong vào chùa để họ được nương tựa vào nơi tam bảo, hưởng lộc các ngày mùng 1, ngày rằm và các ngày lễ khi chùa có cúng lễ. Các vong này thường không có nhà, không có cửa, không có người thờ cúng, nay lại có nhà, có nơi nương tựa, được ăn uống đầy đủ, được nghe kinh, giảng pháp, thi thoảng lại được gặp các vị Bồ Tát, tiền thánh, thần về ngự mỗi khi có đàn lễ lớn. Họ sẽ hiểu được chỉ có làm việc thiện thì mới có phúc, chỉ có sám hối mới giải trừ được tội lỗi. Vì vậy vong theo đã được vào chùa rồi thường sẽ quay lại giúp đỡ, phù hộ, che chở, mách bảo cho chúng ta mà từ trước tới nay họ hay phá phách hành hạ. Đây được gọi là báo ân chuộc lỗi. Thấy vong khác theo, họ dùng chính kinh nghiệm của mình để khuyên giải các vong đó, tìm thầy cao tay để nương tựa, đợi ngày được dự lễ rước vong vào chùa. Vì vậy chúng ta không bao giờ bị vong khác theo phá hoại nữa. Thậm chí họ còn nhờ các vong khác trong cùng ngôi chùa hợp sức tìm kiếm người xứng đôi vừa lứa với bạn để cho bạn kết duyên. Có lẽ chính vì thế, bạn nào làm được đàn lễ này thường lấy được người vợ, người chồng hiền lành tử tế hơn cả mong đợi. Có những đôi cặp vợ chồng sau khi làm lễ này lại hòa hợp díu dít yêu thương nhau. Chính vì họ cũng không thể giải thích được vì sao lại tàn nát, lại đòi ly hôn, rồi sau đó lại quay lại thắm thiết.
Nếu như may mắn, chúng ta có thể tìm được người thầy đủ tài, đủ đức hay làm việc thiện để đến lễ cho bạn. Khi các vong nể cái đức của thầy thì bạn sẽ được giải thoát. Hoặc nếu không, mỗi khi đi chùa, bạn hãy xin cho các vong theo mình được nương tựa nơi cửa Phật. Biết đâu đó, các thần linh tại ngôi chùa đó sẽ cảm nhận được cái đức của bạn mà cho họ vào, có nơi nương tựa, được ăn uống đầy đủ. Họ sẽ biết ơn mà phù hộ độ trì cho bạn để trả ơn. Như vậy, duyên âm là hoàn toàn có thật. Trong tiền kiếp, những người yêu nhau từng thề non hẹn biển, nhưng sau đó lại phản bội với đối phương, khiến họ kết oán với mình. Kiếp này họ đi theo, cản trở mình về chuyện tình duyên. Bên cạnh đó, những người có nhân duyên trong tiền kiếp, tình nghĩa vợ chồng nồng thắm, nguyện yêu nhau mãi mãi, nên kiếp về sau do lời thề nguyện mà trói buộc lại, không cho họ có tình duyên mới trong kiếp này. Vậy nên nếu có duyên đối với các oan gia trái chủ trong tiền kiếp, họ có thể trợ duyên cho chúng ta hoặc cũng có thể cản trở chúng ta. Ai nếu như có duyên như vậy thì nên tu tập hành thiện để chuyển hóa oán nghiệp này. Chung quy lại, việc trắc trở tình duyên không chỉ có duy nhất nguyên nhân là tiền duyên hay duyên âm, mà còn có rất nhiều nguyên nhân khác về mặt tâm linh mà kênh Tử Vi xin nêu thêm để mọi người có thể tham khảo. Nguyên nhân thứ hai của việc trắc trở đường hôn nhân đến từ lá số tử vi. Lá số tử vi chính là cuốn phim dùng để soi chiếu các diễn biến cuộc đời của mỗi con người. Thông qua lá số tử vi, chúng ta có thể cảm nhận, biết được vận trình từng giai đoạn trong cuộc đời của một ai đó. Và thông qua đó, chúng ta cũng có thể nhìn nhận được vận trình, diễn biến tình cảm của một người sẽ ra sao, hôn nhân của họ sẽ đến như thế nào, họ vẫn kết thúc trong hoàn cảnh nào. Do lá số tử vi của mỗi người có sự khác nhau, vì ngày sinh, giờ sinh, giới tính khác nhau nên sẽ tạo ra số phận của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Như vậy thì lá số tử vi ra sao thì đường tình duyên sẽ lận đận, hôn nhân trắc trở. Để đánh giá được một người có tình duyên, hôn nhân thuận lợi hay không, chúng ta cần phải nhìn vào tam hợp của mệnh tài quan, tam hợp của phúc đức, thiên di và cung phu thê. Thứ nhất, xét tam hợp của cung phu thê. Tam hợp của cung phu thê bao gồm cung phu thê, cung phúc đức và cung thiên di. Nếu trong tam hợp có các bộ sao, cự môn, hóa kỵ, cho dù đắc địa cũng nói lên bất chắc về gia đạo, đặc biệt khi bộ sao này đồng cung. Bộ sao này còn gọi là ngọc có vết, ám chỉ duyên số người phụ nữ gặp phải bất hạnh từ tai nạn trình tiết xảy ra cho người con gái chưa chồng, đến hậu quả là hạnh phúc gia đạo sau khi lập gia đình. Cự môn hóa kỵ có nghĩa là hai đời chồng, hai đời vợ, đồng thời cũng có nghĩa là gia đạo bất hòa. Người đàn bà thì bị hắt hủi, bị phù dẫy vì thất trình trước khi lấy chồng. Nếu như chỉ có kỵ đơn thủ thì có nghĩa chỉ là sự bất hòa mà thôi. Thứ hai, trong tam hợp có cự môn hãm địa. Nếu như cung phúc, cung mệnh, cung thần quá xấu thì cự môn hãm địa ở đây sẽ bất lợi cho gia đạo, thể hiện qua việc chắp nối vai lần. Ngược lại, nếu như ba cung trên tốt thì có thể chỉ xung khắc ở mức độ nhẹ mà thôi. Số 3, trong tam hợp có cự môn hỏa tinh, linh tinh, dẫn tới sự khắc phá, dễ đi đến tàn vỡ và chắp nối. Số 4, trong tam hợp của phúc phối di có tuần triệt hoặc là tuần triệt đồng cung, chỉ sự gãy đổ một lần, nhẹ nhất thì cũng có thể bị hồi hôn sau khi có lễ hỏi, nặng nhất là tàn giã sau khi hai người ăn ở với nhau. Nếu tuần triệt đồng cung thì cái họa chia ly, sát phù, chắp nối hầu như là khó tránh khỏi và có thể xảy ra ít nhất hai lần trong gia đạo. Nếu như cung phúc, cung mệnh hay cung thân mà xấu nữa thì ngoài việc lá số là nữ, ngoài việc chồng chết, mất chồng thì còn có thể lầm vào lẽ mọn, thứ thiếp. Chưa kể đây có thể là trường hợp của gái giang hồ hoặc là gái già không chồng, lỡ thời hoặc phải ở vệ nuôi con, dù lắm mối tối vẫn nằm không. Số 5, tử vi tham lang hội tả hữu. Riêng bộ sao tả hữu ở cung phu đã ám chỉ sự song đôi, có nghĩa là hai đời chồng, hai đời vợ. Nếu như mệnh thân có nhiều sao tình dục thì ngoài chồng vợ còn có thêm cả nhân tình. Số 6, trong tam hợp có đào hoa thiên hình. Đây là trường hợp của duyên số bị trắc trở nhiều lần. Bởi vì thiên hình là sự ghen tuông, bạo hành, nên cách hình đào thì ám chỉ một vụ ngoại tình nào đó của người chồng hay người vợ, làm đổ vỡ gia đạo sau một trận xô xát. Hoặc mặt khác cũng chỉ vì tính cách quá ghen tuông của người vợ, người chồng làm cho duyên phận hai bên bị gián đoạn.
Vốn dĩ, đào hoa hiện diện ở cung phu thê cho thấy việc ngoại tình của người chồng, người vợ tái diễn và việc ông ăn trả, bà ăn nem cũng là khả hữu. Thứ bảy, trong tam hợp có thiên diêu và thiên hình. Ý nghĩa cũng tương tự như trên nhưng có phần nặng hơn bởi vì thiên diêu chỉ sự giao dịch sinh lý, trong khi đào hoa chỉ có thể là bay bướm lằng nhằng mà thôi. Tuy hình diêu ở cung phu có nghĩa là người chồng, người vợ ngoại tình, song đây cũng là cách gái hại chồng, phản chồng để thỏa mãn sinh lý hoặc là để trả thù. Số 8. Trong tam hợp có đào hoa, hồng loan gặp hóa kỵ. Ở trường hợp này không nhất thiết là phải có hai đời chồng hay hai đời vợ. Ở đây chủ yếu chỉ sự lục đục, nghi ngờ lẫn nhau trong gia đạo. Số 9. Trong tam hợp có cự môn, thiên đồng, thiên diêu. Cự môn ở cung phu thê chỉ sự trắc trở trong gia đạo, thiên đồng chỉ sự thay đổi, thiên diêu chỉ sắc dục. Đây là trường hợp ngoại tình của người chồng hoặc người vợ, bởi vì cự môn ở cung phu thê thường chỉ sự hai đời chồng hai đời vợ, thiên diêu thì chỉ mối tình xác thịt, cho nên cả hai vợ chồng cùng chạy theo tiếng gọi của sinh lý. Số 10. Trong tam hợp có thai, phục, vượng, tướng. Đây là cách cục chỉ trường hợp hai vợ chồng lấy nhau rồi mới hợp thức hóa, hay người xưa còn gọi là tiền dâm hậu thú. Cũng có thể chỉ trường hợp người vợ hoặc người chồng có một đời con trước rồi, sau đó họ mới lấy nhau. Ngoài ra còn rất nhiều cách khác để chúng ta có thể nhận biết đường tình duyên hôn nhân của một người có thuận lợi hay trắc trở hay không. Nếu như muốn biết chi tiết, chúng ta phải xem lá số chi tiết của từng người một. Trên đây chỉ là một vài yếu tố nho nhỏ mà kênh Tử Vi nêu ra để mọi người có thể hiểu được. Nguyên nhân thứ ba, lý giải theo Phật Pháp. Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ và đều nằm trong quy luật chung của vũ trụ tạo hóa. Người ta gọi đó là quy luật nhân quả. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang chung sống hạnh phúc với nhau mà một trong hai bỗng có tình cảm với người khác dẫn tới chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia trăng hoa đều cáng, nhưng thực ra người ta chỉ trả xong nợ đã đến lúc họ phải ra đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Luật nhân quả trong tình yêu cũng như bao luật nhân quả ở trên cuộc đời, làm thiện thì hưởng thiện, làm ác thì phải chịu ác, nhưng có lẽ đó là loại nhân quả đến sớm nhất. Có ai từng hỏi tại sao mình lại đau khổ về đường tình duyên đến như vậy? Yêu người thì người không yêu mình, theo đuổi người ta kiên trì bền bỉ mà vẫn bị phũ phàng. Phải chăng trong những ngày tháng trước chúng ta đã vô tình làm tổn thương một người nào khác? Gặp gỡ rồi chia ly, tình yêu không có đúng, có sai. Nay ta yêu người này, mai ta yêu người khác. Sự thay đổi cảm xúc hoàn toàn không phải là điều gì quá đáng. Có quá đáng chỉ là thái độ, cách hành xử của mỗi người. Sự lừa dối, sự phản bội, không chân thành, thiếu kiên nhẫn, vụ lợi, tệ bạc và cả việc tình yêu thay đổi đều không phải là lỗi, mà lỗi ở nhân cách bị khiếm khuyết. Chúng ta đừng vin vào cớ hết tình nên đối xử tệ bạc với nhau, không còn tình yêu nhưng luôn phải có tình người đủ để thẳng thắn, tôn trọng, dành cho nhau những ấn tượng tốt đẹp sau cuối. Nhân quả trong tình yêu thường đến sớm, ngay cả khi ta phụ một người, tức là ta đã gieo nghiệp ác, tự biến mình thành một kẻ vô đạo đức, vô lương tâm. Chuyện sau này chưa bàn, nhưng trước mắt trong lời thiên hạ thì ta đã chẳng phải là một người đáng được tôn trọng. Ông trời rất công bằng với mọi người, có người khiến bạn khóc thì cũng có người khiến cho bạn phải cười. Người gian dối sẽ gặp người dối gian, người chân thật sẽ tìm thấy tấm chân tình của mình. Trừ những đau khổ bi lụy trong tình yêu mà mình thiếu may mắn vướng phải, chúng ta cần phải có chính niệm tỉnh giác để quán chiếu, soi xét hoàn cảnh tình yêu hiện tại rồi mới hành động sáng suốt, khôn ngoan nhất. Thứ nhất, chúng ta phải quán chiếu tình yêu theo luật nhân quả để đối diện với thực tại. Ví dụ, nếu ta yêu ai đó mà không được đáp lại thì ta phải hoàn hỉ chấp nhận vì ta và người đó không có nợ với nhau. Nếu ta bị người khác phụ bạc thì nên biết rằng gieo nhân nào gặp quả ấy. Người phụ bạc ta sớm muộn cũng phải nhận lấy trái đắng. Và một khi duyên nợ của mình và người ấy đã hết thì buộc phải rời xa, tình cảm không thể níu kéo được. Thứ hai, chúng ta phải dùng nhìn nhận hành động khôn ngoan nhất để bảo vệ bản thân trước sự thật có thể là rất phũ phàng. Chẳng hạn, người nam và người nữ đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện, nhưng trong cuộc sống,
một trong hai người không thọ được một trong năm giới là không tà dâm mà lằng nhằng với rất nhiều người, đem về biết bao nhiêu hệ lụy. Hoặc người vợ có chồng tệ bạc, thường xuyên đánh đập hành hạ thì cần phải tỉnh táo mà hiểu rằng ta đã trả hết nợ kiếp trước với người ta để giải thoát cho bản thân khỏi nỗi dằn vặt bởi tình yêu mù quáng. Khi đau khổ, chúng ta hãy tìm đến Đức Phật để cầu xin, tìm đến người thân yêu trong gia đình để được chia sẻ và nương tựa. Chúng ta hãy nhớ rằng thời gian chính là phương thuốc xoa dịu mọi nỗi đau. Nỗi đau khổ của tình ái không chỉ xảy ra khi bị phản bội hay hoàn cảnh chia lìa, mà còn có nguyên do là bản thân chúng ta chưa thực sự yêu bằng sự thức tỉnh từ bi, hỷ và xả, giống như Đức Phật đã dạy. Khi yêu, phải hiểu được đối tượng của mình yêu. Chỉ khi hiểu thật nhiều, chúng ta mới yêu thật lâu và yêu được người hiểu mình, tình yêu lúc đó mới được bền chặt. Từ bi là yêu thương trong tha thứ và chia sẻ với tình thương bao la, cho và không đòi nhận. Yêu mà tính toán, đó là nguồn gốc của sự chia ly và thù hận. Còn hỷ xả là yêu bằng niềm vui và buông bỏ lỗi lầm. Từ bi hỷ xả là tình yêu bất diệt, yêu bằng chính niệm, yêu mãi không thôi. Dù không được đền đáp, dù bị bỏ rơi hay thế nào đi chẳng nữa, thì tình yêu ấy vẫn luôn tồn tại và luân hồi mãi mãi. Làm được điều đó là chúng ta đã biết nương duyên, gieo nhân lành thiện để thoát được khổ đau, sống chân thật, hưởng lạc với tình yêu của mình. Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thực sự dành cho mình. Tu trăm năm mới cùng chung một chiếc thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Mối duyên vợ chồng là mối duyên phải vun đắp, cố gắng thật nhiều thì mới có được. Chưa gặp được người ưng ý là do bản thân chưa tu đủ phúc, duyên chưa đủ sâu, tuổi tác lớn không phải là vấn đề. Chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn, chỉ có bỏ lỡ mối duyên đích thực mới là sự muộn màng. Người sống trên đời, ấm lạnh chỉ có bản thân mình là hiểu rõ nhất. Đừng vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng mình, yêu lầm hay cưới sai. Như vậy không chỉ kiếp này khổ mà còn kết nghiệt duyên làm liên lụy tới kiếp sau, nhất định phải trả giá. Lãng phí duyên kiếp này tạo nghiệp báo kiếp sau, nên chúng ta đừng vì một chốc cô đơn mà chúng ta phải đánh đổi. Các bạn đã được lắng nghe video Duyên âm có phải nguyên nhân chính gây ra việc trắc trở lận đận trong đường hôn nhân hay không của kênh Tử Vi? Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!